chứ mọi người. Ai thấy em rồi thì mọi người comment lên đây nha, cho em thấy mọi người luôn nha. Hello, có ai nhớ Túc Túc không? Có ai nhớ Túc Túc không nha mọi người? Mọi người có nhớ em không? Hello, anh Ngọc. Chào anh Ngọc. Ôi, Ngọc Anh hả? Ngọc Anh hả? Hello mọi người, ơi, mọi người đã thấy Túc Túc chưa mọi người? Nếu như mọi người thấy em rồi thì mọi người comment lên đây nha. Hello Thành Thân, Túc Túc chào anh Thành Thân luôn ạ. Chào mọi người đang trong livestream của Túc Túc luôn nha. Ai thấy Túc rồi thì mọi người comment lên đây đi để Túc thấy mọi người luôn nè, để Túc tiện tương tác với chào mọi người nghe. À, hôm nay tặng kính gì cho mọi người ta? Tặng kính cu xì à? Chị Túc đáng yêu nghe. Hello, hello Nguyễn Việt Trung của chơi Túc luôn nha. Em đang làm gì đó? Chào mọi người trong livestream luôn nghe. Bé Châu em đang làm gì đó, chia sẻ livestream cho chị Túc với. Mọi người ơi, bữa giờ mọi người không gặp Túc Túc, mọi người có nhớ em không? Mọi người có nhớ em không vậy? Em chuẩn bị lên kính cho mọi người coi nha. Hello các tình yêu. Nói bên kia lên đi Quang, hay lộn lên đi Long. Em cảm ơn anh Hiếu Phạm ạ, à. Em cảm ơn anh nhiều lắm luôn. Chị quên em cột sạc pin hay sao? Ê Long Long, cứ coi dùm vậy trong đó cột sạc pin có dây sạc không Long? Hello anh Vũ Việt Anh. Em chào Vũ Việt Anh luôn ạ. À. Hello, hello này. Thanh An. À cục này nè, cứ cắm vô đây dùm chị với. Cắm vô đây nè. Hello anh Việt Nguyễn, hello Vũ Việt Anh. Hello Nguyễn Xuân, hello Thái Trung Khang thì luôn nghe. Chào mọi người luôn nha, Nguyễn Xuân Thái và anh Trung Khang luôn nè. Nhận được, anh nhận hàng rồi nhé, đẹp không anh Thương Minh ơi. Mọi người trong livestream của em ơi, mọi người đã thấy em chưa ạ? À? Hello, hello bé Yến Nhi của Túc Túc luôn nha. Chào mọi người đang trong livestream của Túc luôn nè. Còn ai thấy Túc nữa thì mọi người comment lên đi, cho Túc thấy mọi người luôn. Em chào anh Trọng. Hello Bùi Văn Trọng, mắt kính xinh không bằng cô chủ mắt kính này. Em cảm ơn Hiếu Hồ nhiều nha. Rồi mọi người ơi, ai thấy Túc Túc nữa mọi người comment cho em đi. Em cảm ơn anh Hiếu Phạm nhiều lắm luôn đó. Anh Hiếu Phạm tắt bạn bè vô mua kính ủng hộ em nha. Em cảm ơn Hiếu Phạm thiệt là nhiều. Hello anh Ngô Thái Hoàng luôn nè. Chào các tình yêu của Túc Túc luôn nha. Chào mừng mọi người đến với buổi phát sóng livestream trực tiếp từ mắt kính Ely cũng như là của Túc Túc luôn mọi người nha. Hello Hiền Nguyễn Thế luôn nha. Em chào Hiền Nguyễn Thế luôn ạ. Rồi, còn ai thấy em nữa không mọi người? Ai thấy em nữa thì mọi người comment chào em một cái, hay là mọi người like cũng được, mọi người hello cũng được, hay là mọi người chấm cho em một chấm thôi cũng được, để em biết là mọi người đang có mặt trong livestream của em nha. Cái video mà lâu quá vậy hả? Dạ anh Việt ơi, do bữa giờ mạng yếu lắm, em không có livestream được, mở lên nó không có like được gì hết trơn á. Đáng lý hồi trưa là em like rồi đó, nhưng mà hồi trưa em lên một cái mở lên không có like được cho nên em tắt luôn. Hello anh Khánh Vi San của Túc Túc luôn nè. Em chào anh Michael luôn nghe. Đòi bất công nên em mới làm ngày này hả? Sao vậy? Sao vậy? Chứ không là phải làm như thế nào? Hello Huỳnh Nguyễn luôn nha. Chào Phương Lê luôn nè. Chào mọi người đang trong livestream luôn. Hello Khải Tâm ạ. À. Rồi mọi người ơi, không biết là còn ai thấy Túc nữa không? Không ai thấy em hết hết trơn á. Vậy là có mình anh Thành Nhẫn thấy em thôi đúng không? Rồi, mọi người ơi, tôi sẽ lên câu đố cho mọi người và tặng kính cho mọi người nha. Đây, câu đố ngày hôm nay mà Túc muốn dành cho mọi người đó là sứ gì là quý nhất mọi người nha. Sứ gì là quý nhất mọi người comment cho Túc được không ạ? À? Hello, hello anh Tô Hoàng Phúc, em cảm ơn Trần Thanh Trung đã tắt Tô Hoàng Phúc vô giúp em luôn nha. Rồi, mọi người ơi, thì mọi người chơi mini game cùng với Túc luôn để mình được nhận kính nha. Thì hôm nay Túc sẽ tặng cho mọi người hai cái mẫu kính này. Thì nếu như người trúng mini game của Túc sẽ được lựa chọn luôn nha. Đây, em mở ra cho mọi người coi nè. Đó, cái kính này nó sẽ rất là ngầu luôn mọi người nha. À, cảm ơn anh Thanh Trung nhiều lắm luôn á. Đây mọi người nhìn nè, kính em đang mang là kính màu đen. Thì kính này mình dành cho nam mọi người nha. Đây, mẫu kính này rất là đẹp luôn, là màu đen nha. Túc để ở trên đây cho mọi người coi nha. Đây, để ở đây, nếu như mà nam trúng thưởng thì sẽ nhận được kính này. Còn nếu như mà các chị nữ trúng thưởng thì Túc sẽ tặng cho nữ kính này nè. Để Túc lấy kính Túc tặng cho nữ luôn. Cứ một cây nam tặng một cây nữ nữa nha. Rồi, nếu như mà nữ trúng thưởng thì sẽ tặng cái kính màu hồng cũng giống như là cái áo của em mang luôn.
Đó, đây, nếu như mà nữ trúng kính thì sẽ trúng cái kính hồng này mọi người ha. Rồi, sứ mệnh là sai rồi, không đúng nha, sứ hàng là sai luôn ạ, không đúng luôn. Rồi, mọi người nhìn nha, thì cái kính này với cái kính trên đầu của em đều có giá là 400k một cây hết trơn á. Ngày hôm nay em sẽ tặng cho ai chơi mini game của em được không ạ? Người trúng thưởng mini game sẽ được chọn một trong hai chiếc kính này của em đang mang luôn nha. Rồi, thì bây giờ mọi người ơi, mình cùng nhau chơi mini game với em luôn ha. Sứ gì quý nhất mọi người ơi, sứ gì là quý nhất mọi người comment liền cho em luôn nha. Nhớ nha, để tham gia mini game thì mọi người nhớ là chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai cho em nè. Chia sẻ vào 10 hội nhóm liền cho em luôn nha, để mình được comment mini game của em. Và một người chơi sẽ được comment vô số comment, nhưng mà nhớ nha, một comment sẽ tương đương với một lượt chia sẻ, cho nên mọi người chia sẻ thiệt là nhiều, sau đó hãy comment luôn nha. Rồi, sứ hàng là sai luôn, sứ mạng là sai luôn rồi, anh Trần Nguyễn ơi không đúng luôn nha. Chị Tao Tị Liên ơi, Tao Tị Liên ơi, sứ mệnh là sai luôn rồi, không đúng mọi người nha. Rồi, sứ gì là quý nhất mọi người ơi, nhớ quá hả? Em cũng nhớ anh Việt Nguyễn, em cũng nhớ mọi người ở trong livestream của em nữa. Rồi, bây giờ thì mọi người comment liền cho em luôn nha. Sứ gì là quý nhất mọi người ơi? Hello anh Trần Hạo Nam, em chào anh Hạo Nam luôn nha. Hello rất của anh luôn đó hả? Trời, em chào anh Hạo Nam luôn hả? Hello bà Hoàng Minh Nhung của Tú Túc luôn nè, chị chào cưng luôn nha. Lâu quá mới thấy cái Nhung vô livestream của chị Túc chơi luôn á. Rồi mọi người ơi, thì mọi người comment cho em đi, sứ gì là quý nhất mọi người nha. Comment cho em thiệt là nhiều luôn nha. Sứ giả là sai luôn, sứ gia là sai, sứ hả, sứ sở là sai luôn, mấy từ vậy. Trang Vương ơi, chị chưa có cho công bố mấy từ được cho em luôn nè. Khi nào mà lượt chia sẻ tăng lên thì Tú Túc mới gửi cho mọi người là bao nhiêu từ được nha. Để Tú Túc coi coi bao nhiêu lượt chia sẻ rồi. Nếu như mà lượt chia sẻ tăng lên thì Tú Túc sẽ gửi cho mọi người liền luôn. Ok không nè, để coi coi, coi coi bao nhiêu lượt chia sẻ nha, đợi xíu nha. Mắt kính Ellie. Trời nóng quá Túc Túc ơi hả? Hello anh Thiên Nhi luôn nha, anh yêu em, cảm ơn Trần Hạo Nam nha. Rồi, để em coi coi bao nhiêu lượt chia sẻ rồi mọi người nha. Mọi người chia sẻ livestream thiệt là nhiều cho em luôn nha. Trời ơi, mới có 20 lượt chia sẻ thôi, mới có 21 lượt chia sẻ thôi, rất là ít luôn á nha. Rồi, hello, hello mọi người luôn nha. Chào nè, sứ mệnh là sai, sứ thần tiên là sai, sứ của em quý nhất là sứ gì cho nội? Hello anh Nhân Lãng Tử luôn nha. Sứ gì quý nhất mọi người ơi, câu đố của em dành cho mọi người đó là sứ gì quý nhất luôn nha. Rồi, mọi người ơi, mới có 21 lượt chia sẻ thôi, rất là ít chia sẻ. Mọi người tranh thủ chia sẻ livestream giúp em với mọi người nha. Quý nhất mọi người ơi, hello, hello Trang Ngọc Hân nha, hello. Chị chào Minh Trang Ngọc Hân luôn nè, hello Quyên Quyên, hello Kansu, Kansu, sứ Hoa Anh Đào là sai, sứ Huế là sai. Chào Trúc luôn, em chào anh Văn Trọng ạ. Sứ gì, sứ sở Hoa Anh Đào là sai, sứ Anh Đào là sai luôn rồi, Trang Vương ơi. Rồi, mọi người comment cho em thiệt là nhiều, nhưng mà Trang Vương chưa có chia sẻ livestream, chị Túc không có cho em chơi được đâu nha, Trang Vương nha. Nè, thế là để chơi mini game là mọi người chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai. Chia sẻ cho em vào 10 hội nhóm thì mới được tham gia mini game nha. Và sau khi mọi người tham gia mini game thì được comment vô số comment, nhưng mà một comment sẽ tương đương với một lượt chia sẻ, cho nên mọi người chia sẻ càng nhiều thì mình sẽ được comment nhiều, sẽ càng có cơ hội trúng thưởng mọi người nha. Rồi em cậu chị chào Ngọc Diệp luôn nha, chị cảm ơn Ngọc Diệp luôn nè. Ủa tốt sao anh đặt hàng 2 ngày rồi mà chưa có hàng nhỉ? Dạ anh Thiên Nhi ơi, đặt hàng là 3 ngày mới có hàng anh Thiên Nhi nha. Hello Hằng Binh Bông luôn nè, hộp với mắt nhỏ da ngâm đen thì mình vỡ. Ok Hằng Binh Bông Túc sẽ lên cho kênh bạn coi kính luôn nha. Còn bây giờ thì mọi người comment cho chút luôn nè. Sứ gì là quý nhất mọi người nha, sứ gì là quý nhất mọi người comment nè. Ước gì em là vợ của anh chi và ông Trần Hạo Nam. Ngọc Diệp ơi, chia sẻ livestream cho chị Túc đi em ơi. Rồi mọi người ơi, sứ gì là quý nhất mọi người nha. Em chỉ cho mọi người chơi mini game trong vòng vài phút thôi, sau đó em sẽ bán kính luôn nha. Hello Minh Hiếu nè, Túc Túc chào Minh Hiếu luôn nha. Rồi mọi người ơi, còn ai đang trong livestream của Túc Túc thì mọi người comment nha. Cảm ơn Hạo Nam. Rồi mọi người ơi, sứ gì là quý nhất luôn nè. Có cái kính hồng bao nhiêu? Ngọc Nữ ơi, cái kính hồng em đang mang giá của nó là 400k Ngọc Nữ nha.
Nhưng mà bây giờ hôm nay em đang có chương trình sale 50% cho nên cái này em giảm còn có 180k một cây thôi. Mã kính này là kính Gucci ngọc nữ nha, rất là sang luôn, rất là đẹp luôn. Chút bóc test tiêu UV cho ngọc nữ coi nha, chống tiêu UV là chuẩn 400, thấy không ạ? Rồi, cái kính mà Túc đang mang hiện có giá là 180 mọi người nha, đang sale 180. Ai lấy kính này thì mọi người comment cho Túc là 6863 kèm theo số điện thoại, 180.000 một cây nha. Nếu như mọi người mua hàng, mọi người sẽ được kiểm tra hàng trước khi là mình thanh toán tiền, sẽ được bảo hành tới 3 tháng luôn. Ok chưa? Rồi, kính này để trên đầu cho mọi người nha. Sứ mệnh là sai luôn rồi, em chào Minh Hiếu nghe. Sứ mệnh là sai, sứ giả là sai, sứ bát tràng là sai luôn rồi, Ken Su ơi. Hello Hà Trần, em chào anh Hà Trần luôn ạ. Hello Phương Ngọc Lê luôn nha. Cái avatar của Phương Ngọc Lê với Hà Trần tựa tựa nhau ta. Hôm nay tôi xin bác em cảm ơn Việt luôn ạ. Mắc kính nhiều mẫu mới cập nhật thường xuyên tốt. Ê, cảm ơn bé góc nhiều nha. Sứ gì là quý nhất mọi người ơi, mọi người comment rồi sau đó là chia sẻ livestream cho em luôn nha. Sứ gì là quý nhất gửi cho mọi người nha. Bây giờ để em coi coi bao nhiêu lượt share, nếu như mà lượt share tăng lên thì tôi sẽ gửi cho mọi người liền luôn. Chúc ơi, anh thích chúc hả? Anh thích chúc thì anh chia sẻ livestream cho em đi. Chia sẻ livestream cho em đi anh ơi. Rồi, máy từ em dạ chưa được, khi nào mà lượt share tăng lên thì mới gửi cho mọi người được chứ. Sứ cơ là sứ gì em không hiểu luôn nè. Da đẹp, mắt đẹp, mũi đẹp, môi đẹp, ngực đẹp. Cảm ơn Hạ Nam nhiều nghe. Rồi, không cái này à. Thôi, anh vô kính của em đi. Anh vô kính, anh chưa vô kính của em mà anh Hạ Nam ơi. Rồi, mọi người ơi, Túc để tờ giấy ở đây nha. Mọi người comment nha. Bây giờ Túc coi coi bao nhiêu lượt chia sẻ rồi. Mới có 58 lượt chia sẻ thôi. Nói lại nha. Bây giờ Long ơi, lấy máy tính lên kiểm tra em thì ai chưa chia sẻ là không cho mini game đi Long. Rồi, bây giờ mọi người ơi, em sẽ bắt đầu chuẩn bị kiểm tra. Nếu như người nào không có chia sẻ livestream là em sẽ không đọc tên người đó lên nữa mọi người nha. Còn những ai có chia sẻ livestream thì em mới đọc đáp án lên được không ạ? Em sẽ kiểm tra Long, kiểm tra đi Long. Dạ. Gần Tết có event không? Dạ, cái gì vậy Long? Sốc mặt luôn à. Kính gì đó em ơi? Dạ hello Duyên Thùy ạ. Kính bên em là kính mát, em đang tổ chức mini game để tặng kính cho mọi người nè. Rồi, sứ gì mọi người comment liền cho em luôn nha, tiết kiệm tiền mua cặp luôn hả? Rồi, như cái kính đó dạ, Nhân Mai ơi, kính trên đầu của em là 181 cây Nhân Mai nha, kính màu hồng là 181 cây. Rồi mọi người comment cho em đi, sứ gì là quý nhất luôn nha. Giờ anh chưa có điện thoại, ủa anh chưa có điện thoại thì sao? Tôi nhận được cái kính rồi, sắp rồi nha. Đẹp không góc nhỏ trong em ơi. Bởi ơi, gì nhớ em muốn chết luôn, cái gì vậy ông nội Út Nguyễn này chắc tôi chết luôn á. Sứ gì là quý nhất mọi người ơi, mọi người chia sẻ livestream chưa? Rồi, bây giờ tôi sẽ hello Bảo Châu Nguyễn nha. Bây giờ tôi sẽ nói lại thể lệ chơi mini game cho mọi người. Đó là bây giờ Trúc có hai cái kính này cho mọi người, một cái kính là 400.000. Thì nếu như người nào đoán trúng mini game của Trúc sẽ cho người đó lựa chọn là xem thích mẫu nữ hay là mẫu nam. Đây, nếu như là mẫu nam thì sẽ rất là ngầu luôn, mọi người thấy không ạ? Mẫu nam thì sẽ rất là ngầu luôn nha. Giá của nó là 400.000 một cây, rất là đẹp luôn ạ. Rồi, em để trên đây cho mọi người ghi nha. Còn bây giờ mắc kính tốt đấy, nhưng chắc sắp nhiều việc nên mình đợi lại lâu. Đúng rồi, Trần Trân, cảm ơn nha. Sứ mạng nha chị là sai luôn rồi. Sứ sở là sai, sứ anh Túc là sai luôn nha. Rồi, thì em đã nói cho mọi người nghe nữa, nếu như người nào trúng mini game sẽ được chọn một trong hai cái kính. Thì làm sao để mình có thể là chơi mini game? Đó là mọi người nhớ là chia sẻ livestream một lần về trang cá nhân để chế độ công khai liền bây giờ cho em nha. Và sau đó là chia sẻ cho em vào 10 hội nhóm, chụp màn hình lại inbox cho fanpage liền luôn để nhận được quà mọi người nha. Rồi, để ngắm đào tiên cho nội hảo nam này, anh tào lao quá à. Túc ơi nhậu đi, anh nhậu lại em ha, em nhậu nhiều lắm luôn á. Sứ sở thần tiên là sai luôn rồi. Mọi người ơi, sứ gì là quý nhất mọi người nha, mọi người comment và sau đó là chia sẻ livestream cho em luôn nha. Mẫu like đâu mà xin thế, cảm ơn Trúc Lê luôn ạ. Sứ gì là quý nhất mọi người ơi, mọi người chia sẻ livestream kèm theo đó là comment cho em đáp án đúng luôn nha. Chưa có đáp án đúng luôn, để gửi cho mọi người nha. Sứ này là sứ gì ta? Sứ này có liên quan tới con người của mình luôn mọi người nha. Tới người, có người ở đó luôn mọi người nha. Rồi, trường sinh bất tử cái con khỉ. Hổng rồi bà chống đâu không được coi bà hả? Anh được ơi, bữa giờ mạng livestream á nó yếu lắm luôn, cho nên em không thể nào mà em like được hết trơn á. Hôm nay mới like được nè. Rồi, mọi người ơi, mọi người comment cho em nha. Sứ gì là quý nhất luôn được không ạ? Kính em đeo đẹp quá hả Duyên Thùy ơi, chị muốn lấy kính này không? Nếu như chị muốn lấy kính này thì chị comment cho em luôn đi, em bán kính này luôn nha. Em sẽ bán kính này với giá đang sale là 400k còn 180 thôi. Nếu như chị lấy cái kính này luôn thì chị đặt hàng giúp em luôn nha. Đó là 6863 6863 kèm theo số điện thoại. Kính này em đang sale là 180.000 một cây, có bảo hành cho chị 3 tháng luôn và sẽ được kiểm tra hàng trước khi mà mình thanh toán chị nha. Sứ mệnh là sai, sứ dừa là sai, sứ sở là sai, sứ sở quê hương là sai, sứ giả là sai luôn à bé Thảo ơi. Rồi, sứ gì là quý nhất mọi người ơi, cái kính trên đây nè, trẻ cũng mang được mà lớn cũng mang được luôn nghe.
Sứ mệnh hoặc sứ mạng là sai luôn rồi. Sứ này có liên quan tới con người mọi người nha. Sợ vợ là sống lâu họ bớt ưu sầu là trường sinh hả? Nể vợ bớt ưu sầu để vợ trên đầu là trường sinh bất tử. Ok, chốt cho chị coi nha. 6863 cho chị coi luôn nè. Rồi, một cây 6863 cho chị coi nha. Hello chán rồi em, hello Ngân Tâm luôn nha. Răng sứ là sai rồi Sơn Huỳnh Văn ơi. Không đúng luôn anh ơi, răng sứ là sai luôn, có liên quan tới con người nha. Bé Ngân Tâm ơi, em chưa có chia sẻ live stream cho nên không được chơi mini game đó nha. Em nhớ nha, nhớ chia sẻ live stream thì mình mới được chơi mini game nha. Kiểm tra giùm chị là Ngân Tâm luôn Long ơi, có chia sẻ live stream chưa nha. Rồi, kiểm tra giùm chị Mi Mi có chia sẻ live stream chưa? Mọi người nhớ nha, để tham gia mini game là chia sẻ live stream về trang cá nhân để chế độ công khai. Chia sẻ cho em vào 10 hội nhóm và sau đó comment đáp án đúng lên liền cho em được không ạ? Em cảm ơn anh Trần Hạo Nam. Rồi, mọi người ơi, mọi người comment liền cho em luôn nha. Sứ gấm là sai, sứ mệnh là sai, sứ xa là sai luôn nè. Hết hồn, sứ xa mà cứ tưởng là xấu xa không hà. Có vợ như chút là anh ăn cháo không chịu hả? Anh ăn cháo anh cho em ăn gì? Anh cưới em giờ anh cho em bóp cháo để trừ con luôn hả? Rồi, mọi người comment nha. Sứ gì là quý nhất gửi cho mọi người? Sứ này có liên quan tới con người. Có liên quan tới con người mọi người nha. Rồi, vú sứ hả? Vú sứ là cái gì cho nội? Hả anh Cảnh trời lớn ơi, vú sứ là cái gì vậy cho nội? Quỷ sứ hà, trời đất ơi. Tony Nguyễn ơi, em thích cái đáp án của anh lắm luôn đó nha. Sứ sở thần tiên là sai, xu quân trộm là sao, xu quân trộm là sai, không hiểu luôn nè. Rồi, vợ yêu ơi, em nói nhiều có mệt không em? Trời đất ơi, em giống như bà vợ quốc dân vậy mấy ông nội. Sao ai cũng kêu em bằng vợ hết trơn? Dạ trời đất ơi, tôi đâu có biết là tôi có nhiều chồng vậy đâu trời. Rồi ơi, sứ gì quý nhất mọi người comment đi. Bình gấm sứ, răng sứ, thiên sứ, một đáp án thôi. Phước Nguyễn Ngọc ơi, một đáp án thôi ạ. Sứ mệnh là sai, sứ thật không? Sứ thật luôn. Rồi, cảm ơn Thấm Nguyễn nhiều nha. Rồi, mọi người comment. Ê, Thanh Tâm sao chưa gửi kính cho bé Thanh Tâm luôn? Nó hủy đơn mà. Sao hủy đơn hồi nào? Nó hủy đơn á. Tại vì chủ nhật chưa giao tới, chủ nhật nó đi biển, trong khi mình nói là thứ bảy giao tới cho nó mà. Tại vì cái hàng bên giao hàng nó giao không kịp thôi, đâu phải. Rồi, nghỉ chơi game đi mấy bà hả? Chứ duyên quá anh đợt này để thằng người ta chơi game chứ. Mọi người chia sẻ live stream cho em nha. Rồi, bây giờ em sẽ chuẩn bị gửi cho mọi người nữa và sẽ tặng một cái kính thật là cao cấp bên sách của mình cho mọi người nha. Rồi, quà cha xứ hả? Trả xứ là sai, xử hán là sai luôn rồi. Anh cưới em rồi nói là sai, con hiểu luôn nè. Rồi, sứ giả là sai luôn mọi người nha. Để tôi tốt coi được bao nhiêu lượt share rồi, tôi sẽ gửi cho mọi người liền luôn. 215 lượt chia sẻ rồi. Mọi người ơi, mất 215 lượt chia sẻ thôi. Bây giờ tôi sẽ lấy một cái kính cao cấp nhất bên tốt luôn, tốt tặng cho mọi người nha. Đây, mọi người nhìn nha. Cái kính này rất là đẹp luôn. Đây, đây là một dòng kính cao cấp bên tốt nè mọi người nhìn nha. Đây là kính có thương hiệu là Boxer, kèm hộp, kèm khăn đầy đủ cho mọi người. Kính bên em khi mà tặng cũng có bảo hành chính hãng cho mọi người luôn. Sẽ được kiểm tra hàng luôn nha, rồi mới lấy nha. Kính tặng mà cũng cho kiểm tra hàng luôn đó. Rồi, thì ba đáp án chúng em cũng được em không được anh ơi, chỉ được một đáp án thôi nè. Rồi, bên trong của nó nè sẽ có chén phản quang cho mọi người. Thì lớp phản quang này sẽ chống được ánh sáng xanh của màn hình điện thoại, tivi và laptop. Còn cái trồng này là trồng Boleroi nha, chống trời chống bể cho mọi người luôn, làm rơi làm rớt xuống đất nó cũng không vỡ không bể, là cái trồng này nó rất là bền luôn nha. Đó, rất là bền, chỉ trừ khi mọi người lấy búa mọi người đập thì nó mới bể thôi. Mở ra mở vô được luôn, em mang cho mọi người coi, bên đây sẽ có chữ Boxer luôn nha. Rồi, cái kính này nó có giá là 700k một cây, dòng Boxer cao cấp chính hãng, bảo hành chính hãng cho mọi người. Thì bây giờ có ai thích cái kính này em đang mang không ạ? Phong của nó là phong hình tròn rất là đáng yêu luôn nha. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để mình nhận được chiếc kính mà em đang mang luôn nha. Đó là bây giờ mọi người làm theo em nè. Ở trên cái màn hình livestream của em nó sẽ có chữ chia sẻ, nhấp vào chữ chia sẻ giúp em nha. Rồi hiện ra là chia sẻ hội nhóm, click vào đây giúp em luôn. Đó, nó hiện ra rất nhiều hội nhóm cho mọi người luôn, thấy chưa? Rất là nhiều hội nhóm. Thì mọi người click vào những cái ô màu xanh ở đây cho em để mình chia sẻ livestream luôn nha. Đó, thì trong vòng 3 phút em sẽ bấm giờ, trong vòng 3 phút người nào chia sẻ livestream của em nhiều nhất em tặng cho người đó một cặp kính luôn, được không ạ? Rồi, thì sau khi mọi người chia sẻ hội nhóm rồi, mọi người nhớ bấm chia sẻ. Chọn ô đầu tiên là viết bài. Chỉnh chế độ ở chế độ là công khai nha. Hình trái đất công khai, bấm chữ xong bên góc này. Bấm chữ đăng màu xanh ở đây cho em là được nha. Thì trong vòng 3 phút em sẽ cho hệ thống kiểm tra coi ai là người chia sẻ livestream nhiều nhất. Em tặng chiếc kính này cho người đó luôn. Rồi, em sẽ bấm giờ nha. 3 phút bắt đầu. Trong vòng 3 phút này ai chia sẻ livestream nhiều nhất là em tặng ngay kính cho người đó luôn. Ok chưa ạ? Rồi, 3 phút đang dần trôi qua, mọi người tranh thủ nha. Rồi, xem em là gì?
Xem em like mãi tối ngủ mơ thấy em luôn mới ghê chứ. Sao anh dễ thương quá nhở? Mua đi, hàng ở đây chất lượng lắm luôn nè. Cảm ơn Ngọc Cá Chép luôn nha. Thiên sứ là sai, sứ mệnh là sai bao nhiêu một cái anh ơi. Dạ Hoàng Bắc ơi, kính này em đang mang có giá trị thực tế trên sách của em là 700k một cây. Nhưng mà ngày hôm nay trên livestream này, trong lúc em đang tổ chức mini game, nếu như ai để lại mã của cái kính này ở trên đây và comment số điện thoại, em sẽ kính này với giá một nửa giá là 350 một cây mọi người nha. Hình như cái gì sao mà nó ngứa mũi em á. Rồi, mất xì quá. Mọi người ơi, nếu như ai để lại mã trong lúc 3 phút đang dần trôi qua thì mọi người sẽ được mua kính này với giá chỉ có là 350 một cây thôi. Mã của nó là 8722 dòng Watcher. Có hộp đầy đủ cho mọi người luôn nha. Thời gian em để đây nha. Đây, có hộp đầy đủ cho mọi người luôn, 350 một cây, hàng chính hãng, bảo hành 3 tháng cho mọi người nha. Đó, ai chia sẻ livestream nhiều nhất là được ngay cái kính màu đen. Và những ai muốn mua kính với giá 350 thì mọi người hãy để lại mã kèm theo số điện thoại. Trong đây có khăn Watcher B8000 cho mọi người luôn. Có nem kẹt rẻ bảo hành đầy đủ luôn nha, hàng chính hãng bên em bảo hành. Rồi, bây giờ tranh thủ chia sẻ livestream lên luôn. Rồi, câu đố là gì? Bị chẳng chia sẻ nữa rồi, thấy thương quá đi. Rồi, ai muốn mua kính này thì comment cho em là 8722 kèm số điện thoại luôn nha. Hello Ngọc Phương, em chào Văn Hà, em chào Thành Nhẫn luôn nha. Rồi, em chào Văn Hà nè, sứ mệnh là sai. Hello Hà Trung luôn ạ. Rồi, mọi người comment cho em đi, sứ gì là quý nhất mọi người ơi? Sứ gì là quý nhất? Gửi cho mọi người sứ này có liên quan tới con người luôn nha. Rất ân về màu sắc luôn hả? Em cảm ơn Trân Trân luôn nha. Trời ơi, bà Trân Trân bà khen mà nó là mũi luôn á mọi người. Rồi, để coi coi thời gian cho mọi người chia sẻ livestream là bao nhiêu luôn nha. Alo. Dạ. Anh tới chưa? Dạ rồi. Long xuống lấy hàng giùm chị đi Long. Lấy hàng giùm chị nha. Chia sẻ rồi đó chị. Ok Vân Nguyễn luôn nha. Xứ sở hoa anh đào là sai luôn rồi ạ. Không. Rồi, bây giờ ủa, trời sao bấm lại rồi? Bây giờ mọi người ơi, em lỡ tay bấm lại mất tiêu rồi. Trong vòng 2 phút 30 giây này, ai là người chia sẻ livestream nhiều nhất em tặng cho người đó chiếc kính anh đang mang luôn. Rất là ngầu luôn, nhất là dành cho những anh nam. Còn những chị nữ nào muốn được nhận kính này thì cứ chia sẻ livestream lấy kính này về tặng cho nam, hoặc có thể là mình đeo cũng được nha. Mặc dù kính này là kính nam mọi người nha. Mình ở Đà Nẵng thì 3 ngày nhận được hàng luôn bạn nha. Anh chia sẻ rõ dạ. Cảm ơn Trần Hậu Nam. Trần Hậu Nam mang cái kính này lên em nói gái chết mê, chết mệt, chết hết luôn đó. Giá bao nhiêu vậy em? Dạ Hà Trung ơi, cái kính này giá hiện đang có sale là 350 một cây anh nha. Anh lấy kính này anh comment cho top luôn là 8722 kèm theo số điện thoại, 350 một cây luôn nha. Rồi em cảm ơn Quân Dương luôn ạ. Có bán em không? Anh mua bán luôn. Sứ mệnh là sai luôn. Rồi, thời gian cho mọi người chỉ còn bao nhiêu giây đây? Còn 2 phút 18 giây thôi. 2 phút 16 giây đang dần trôi qua. Em kiểm tra lượt chia sẻ. Lượt chia sẻ trên 1.000 lượt chia sẻ, em sẽ công bố đáp án cho mọi người comment để trúng kính luôn mà khỏi cần comment nữa nha. Lượt chia sẻ tăng lên 1.000 lượt chia sẻ, em công bố đáp án cho mọi người comment đáp án thôi, khỏi có cần mà chờ comment nữa lộn. Mọi người chỉ cần comment đáp án, không cần đoán nữa nha. Rồi, cái là gì ạ? Rồi, cho xịt tóc. Tóc có chút xíu không? Cảm ơn Long nha. Có kính 18 triệu gọng vàng không em? Dạ không có anh ơi, cha xứ là sai, xứ nâu là sai luôn rồi. Hãy cảm ơn anh ạ. Rồi mọi người ơi, lượt chia sẻ là bao nhiêu rồi ta, để em coi coi nha. Gợi ý cho mọi người đáp án có bao nhiêu từ luôn nha. Đáp án có 4 từ mọi người ơi. Đáp án có 4 từ, cái xứ này nó có 4 từ mọi người nha. Mọi người comment cho em nè. Hiện tại là 509 lượt chia sẻ, 510 lượt chia sẻ rồi. Tranh thủ chia sẻ livestream nha. Ai chia sẻ nhiều nhất tặng ngay cho người đó chiếc kính này luôn. Giá của nó là 700k một chiếc mọi người nha. Lẹ lẹ lên, em sẽ bán kính nè mọi người ơi, lẹ lẹ lên nha. Đây, để trên đây cho mọi người coi nha. Anh chia sẻ nãy giờ rồi, ok nè, nhiều chưa, nhiều lắm luôn. Đáp án có 4 chữ mọi người nha, mọi người comment cho em luôn sứ gì. Thời gian còn cho mọi người là 1 phút 15 giây nha, tranh thủ chia sẻ livestream luôn mọi người nha. Còn có 1 giây thôi, là 1 phút thôi mọi người ơi. Sứ em là sứ gì, em là quý nhất luôn nè. Hát lên Tâm Phạm chia sẻ livestream cho tức đi. Rồi, sứ gì là quý nhất kèm theo đó là chia sẻ livestream, nhắc lại nha. Một người chơi là chia sẻ livestream cho em một lần về trang cá nhân để chế độ công khai, chia sẻ cho em vào 10 hội nhóm, chụp màn hình lại cho em nhận quà liền luôn. Gợi ý là đáp án có 4 từ mọi người nha. Cái loại sứ này nó có 4 từ cho mọi người, và sứ này là sứ cao cấp luôn mọi người ha. Rồi, bây giờ thì trong lúc mọi người đang chơi mini game, em sẽ cho mọi người một món quà bất ngờ, đó là mẫu kính này đây. Mọi người nhìn nha, rất là đẹp luôn. Từ. Ê, cái kính cu xì đâu rồi Long? Ủa, kính cu xì đâu Long? Mới về, kính cu xì mới về, lấy cho chị đi. À, chị thấy rồi. Rồi, mọi người nhìn nha, em sẽ lên cho mọi người coi mẫu kính này mọi người ha, trong lúc chờ đợi đáp án nha. Đây, kính này trồng của nó là trồng thủy tinh hữu cơ. Kính này có thương hiệu là Gucci. Có chữ Gucci ở đây rất là đẹp, có logo Gucci, và tháo ra cho em nha. Cái chữ Gucci này được khắc tia laser cho mọi người luôn. Kính này là chống tiêu UV là chuẩn 400. Cái gọng của nó là như vậy, có chữ Gucci ở đây cho mọi người nè. Ai kiểm tra đơn hàng ta? Cái gì mất kêu kiểm tra đơn gì kìa?
kiểm tra giùm em đi, anh chia sẻ bằng máy tính lẫn em kiểm tra. Ok, để em kiểm tra nha, chứ mọi lịch sử là sai luôn. Rồi, kính này có chữ Cushy ở đây cho mọi người. Đây, hẹn giờ đã kết thúc rồi ha. Em sẽ cho hệ thống kiểm tra xem người nào là người chia sẻ livestream nhiều nhất. Long cho hệ thống kiểm tra đi Long. Rồi, cái kính này mọi người nhìn nha. Bên em sẽ test tiêu UV cho mọi người, chống tiêu UV chuẩn 400. Mã kính này nam mang được nữa mà. Nam mang được, nữ mang được luôn nha. Em đeo cho mọi người coi. Đi ngày đi đêm được luôn. Mã kính này bên shop em đang có là 400k một cây nha. 400k một cây. Nhưng nếu như bây giờ, hiện tại trong thời gian bây giờ, ai để lại mã cho em là 2025 kèm theo số điện thoại, em sale còn 149k một cây luôn nha. 149k một cây. Ai để lại mã thì bây giờ cho em. Chỉ duy nhất 11 người comment đầu tiên thôi. Kính này em còn có màu đen nữa. Nếu như mà nữ thì mình mang màu trà, nó sẽ sáng hơn, đẹp hơn mọi người nha. Rồi, cho mọi người coi nha. Hàng tốt không em? Hàng tốt lắm anh ơi. Anh mua kính bên em rồi, anh còn hỏi nữa. Đây, cái này em đang mang là màu đen như vậy. 149.000 một cây cho cả nam cả nữ luôn. Nếu như nữ mình mang màu trà, còn nam mình mang màu đen cho nó ngầu. Long cho chị cái bốt chút hàng luôn đi ạ. Rồi, mọi người comment cho em nha. 2025 kèm theo số điện thoại liền cho em, kèm theo đó là comment đáp án cho em luôn nha. 2025 kèm theo số điện thoại. 149k một cây. Có bảo hành cho mọi người tới 3 tháng luôn. Cho mọi người kiểm tra hàng ok hết mới trả tiền, còn không ok thì thôi khỏi lấy kính luôn ha, không mất tiền mọi người nha. 2025 tranh cây su một cây, 149.000 một cây, bảo hành 3 tháng cho mọi người luôn, cây su một cây luôn nha. Đi biển đeo kính nào hợp tấp ơi, đi biển ship lên mẫu kính đi biển liền luôn nha. Hàng em tấp mà đúng rồi, tấp lắm luôn. Rồi 40 gì ạ? 40 ngã được không là sai, em không hiểu luôn nè. Rồi, kính đeo vào nhìn em nhức mắt lắm em à. Quỷ sứ hả, anh chọc em hoài. 2025 kèm theo số điện thoại luôn mọi người nha. Bao giờ mới cưới được em, anh nè, chọc em hoài, màu đen cho cây su ok anh nha. Rồi, mọi người comment cho em là 2025 kèm theo số điện thoại. 149.000 một ca, có hộp có khăn đầy đủ cho mọi người luôn. Em chốt cho anh Lê Lợi một cây luôn nha. Lê Lợi một cây, ấy là một cây nè, 149.000 cho Lê Lợi luôn nè. Nguyễn Tài 2025 cho anh Nguyễn Tài 149.000. Cho mọi người kiểm tra hàng ưng ý rồi thì mới trả tiền, còn không ưng ý thì thôi ha. Rồi, em chốt cho chị Bảo Thúy ơi, chị cho em xin số điện thoại thì em mới chấp hàng cho chị được nha. Không có số điện thoại là không chấp hàng được đâu chị ạ. Ok, thị Diệu nè, Hằng Nhung ơi có lấy kính thì comment cho em 2025 nha. Em chốt cho Nguyễn Tú Tài một cây luôn. Ok, Nguyễn Tú Tài một cây luôn nha. 149.000 luôn tình yêu ơi. Rồi, em chốt cho Mai Trần một cây này luôn, 149.000 nha. Cái kính này mọi người ơi, trồng của nó là trồng thủy tinh hữu cơ nha. Cái trồng này nè không phải là trồng meca, không phải là trồng nhựa mà được làm bằng trồng thủy tinh hữu cơ. Còn cái viền này nè mọi người nhìn nha, nó rất là sáng bóng luôn. Thì viền này được thiết kế bằng titan, không bong, không róc, không xét và không gãy cho mọi người. Đây, em test tiêu UV cho mọi người coi, chống tiêu UV là chuẩn 400 cho mọi người. Cái kính này là chuẩn 385 luôn nha. Đó, thì trong cái mức chuẩn từ 375 tới 400 thì kính này nằm trong khoảng là 385 mọi người nha. Chắc cho Duyên Thúy nè, 2025 cho Duyên Thúy luôn nha, cảm ơn anh ạ. Ủa, Duyên Thúy là nam hay nữ cho ta? Duyên Thúy một cây, 149.000 cho Cường Huỳnh một cây. Cường Huynh đó mà, Cường Huynh một cây. Em chốt cho Bảo Thúy một cây luôn nha. Cho Duyên Thúy em chốt rồi, Bảo Thúy một cây. Mã là 2025 mọi người nha. Kính này em còn duy nhất cỡ 6 cây nữa thôi. Ai lấy mọi người comment cho em là 2025 kèm số điện thoại liền. Khi mọi người mua kính sẽ được shipper giao hàng toàn quốc cho mọi người luôn. Ở đâu cũng giao và phí ship là 30k một chuyến mọi người nha. Khi mua hàng được kiểm tra hàng, được thanh toán tiền trước, kiểm tra trước khi là thanh toán, sẽ được bảo hành 3 tháng cho mọi người luôn. Được không ạ? Rất là thích luôn nha. Đặc biệt cái mẫu này mình còn đi đêm được nữa. Đó, màu gì cho em xin màu luôn mọi người ơi. Cái nào biết hơn không? Tình yêu ơi, có luôn tình yêu ơi, em có nha. Con kính này là nó màu trà như vậy thì những anh trung niên mang lên cũng rất là sang chảnh luôn, mọi người thấy chưa? Cái gọng của nó sáng cực kỳ, cái gọng này là không bong nha, không trét nha. Không bong, không xét, không tróc, không gãy cho mọi người luôn. Cái gì mà đánh ghen cho nội. Rồi, mẫu kính này 2025 kèm số điện thoại liền cho em, màu vàng em đang mang, màu đen là trên đây luôn nha. Em chốt cho cửa kính Sài Gòn một cây này luôn, ok, cửa kính Sài Gòn một cây này luôn nha. 149.000, chốt cho Hằng Binh Bông 149.000 một cây cho chị Hằng Binh Bông luôn nha. Ai lấy nữa mọi người tranh thủ nha, em còn có vài cây thôi, không còn nhiều đâu ạ. Rồi, không biết là bán loại kính nào, không biết. Kính này anh nha, 149.000 một cây, giá gốc bên em là 400k lận đó anh ạ. Rồi, biết tìm em ở đâu hả? Tìm em ở 436 đường 3 tháng 2 quận 10 nha. Rồi, kính này em chỉ còn vài cây duy nhất thôi. Ai lấy mọi người tranh thủ comment giúp em luôn ha. 2025 kèm số điện thoại. Bây giờ em sẽ lên một cái kính này cho mọi người coi nữa, đó là kính dòng Lacoste, rất là sang chảnh luôn. Kính Lacoste mọi người nha, đây. Anh đi công chuyện đây. Dạ, anh ok, anh Trần Hào Nam luôn nha. Ok, quận 10, 3 tháng 2, đúng rồi, Ken Su ơi. Rồi mọi người nhìn nha, cái kính này Túc đang mang có thương hiệu là Lacoste, có con cái sáu Lacoste trên đây, rất là sang luôn. Thì mẫu kính này dành phù hợp cho tất cả các loại gương mặt vì nó là cái tròn hình dòng nước. Chốt cho Sơn Trình một cây 2025. Ok, Sơn Trình luôn nha. Dạ, em biết rồi, Hào Nam ơi, Sơn Trình một cây luôn nè. Thanh Tâm ơi, đánh ghen là cái gì không hiểu luôn nè. Sơn Trình ơi, em chốt cho anh rồi nha.
Mọi người nhìn nha, mẫu kính trúc đang mang có mã là L35. Cái trồng này mình có thể là đi ngày đi đêm cũng được luôn. Mọi người nhìn thấy không ạ? Đi ngày đi đêm được luôn nha. Trồng này không phải là trồng nhựa, không phải là trồng meca, mà nó được là bằng trồng thủy tinh hữu cơ luôn. Thì cái phong kính này là phong kính hình giọt nước, nó sẽ rất là dễ mang cho tất cả các loại gương mặt. Ở đây sẽ có chữ Lacoste. Chữ Lacoste ở đây cho mọi người nha. Trên đây bên hông nè, ngay cái càng kính nè, ngay cái con ve kính, nó có in hình con cá sấu cho mọi người luôn. Chống tiêu UV là chuẩn 400 mTech cho mọi người coi. Rồi, mã kính này dành cho các anh nam nha. Con nữ thì mình mang màu trà cho em luôn nha. Ok, anh Trần Hạo Nam luôn nè. Đây có màu trà cho mọi người và màu khói nữa. Thích màu nào comment cho em màu đó. L35 400 sale 149.000. Em chỉ sale duy nhất trong cái livestream này thôi. Sau khi kết thúc livestream, giá của nó sẽ quay về với giá là 400.000 mọi người nha. Rồi, ai lấy tranh thủ comment cho em là L35 kèm theo số điện thoại liền nha. 149.000 một cây. Hàng này là hàng chính hãng mọi người nha. Em đang mua được với SL. Ủa, điện thoại, cái đây chỉ có ai gọi đâu. À khỏi đi, chị coi cho mai được rồi. Ai vậy? Số 1, ok, xin trình nha. Mã số máy tình yêu, dạ, L35 anh ơi. L35 kèm theo số điện thoại liền cho em luôn nha. L35 kèm theo số điện thoại. Chào chị mất mất đảo quá ha. Hello anh luôn nha, em chào anh ạ. Rồi, mọi người comment liền cho em là L35 cho Kensu. Ok, Kensu L35 chanh luôn, 149.000 một cây. L35 chanh Cường Nguyễn. Dạ hả chị ơi, 149.000 chị yêu ơi. Có bảo hành cho chị đúng 3 tháng luôn. Em chúc cho Cường Nguyễn một cây luôn nha. À, kính có thật nhưng như hàng em không? Dạ, kính y chang như hàng của em luôn. Em sẽ cho anh kiểm tra hàng trước khi mà anh trả tiền luôn. Anh cảm thấy là kính này không trầy không xước, giống cái mẫu như con bé trên livestream nó đã rai thì anh mới trả tiền nha. Còn nếu như anh không thấy giống thì thôi. Hồi trà nha em, dạ ok Kensu ạ. Thì không có trả tiền anh nha. L35 kèm theo số điện thoại liền cho em. Mẫu kính này mình đi xuyên đêm được luôn. Đi cả ngày cả đêm được mọi người nha. Rồi. Ngó mình gì hết vậy trời. Ngó Út Nguyễn nè. Rồi bây giờ em qua mẫu nha. L35 ai lấy comment liền cho em luôn nha. Em chết cho chị Ngọc Lan một cây này luôn. Ok Ngọc Lan luôn nha. Ngọc Lan một cây luôn nè. Em chết cho Thanh Huyền một cây luôn nha. Thanh Huyền một cây 149.000. Một cây cho Thanh Huyền 149.000 thôi. Xem bán hàng mà không nhìn hàng hả? Quỷ xíu hà. Hello, hello Bảo Trần, Gia Trần, Bảo Trần nha. Em chết cho Trần Gia Bảo Trần 2 cây rồi. Anh mua thêm 1 cây nữa, anh được free ship luôn nha. Em chết cho Trần Gia Bảo Trần 1 cây luôn. 149.000 thôi. Màu gì nè, comment cho em màu luôn đi ạ. Hôm lấy 2 cây mà đưa lộ 1 cây rồi. Anh mua thêm 1 cây nữa, anh được miễn phí ship luôn. L35 cho Nguyễn Hoàng màu đen. Em chấp cho L35 Nguyễn Hoàng màu đen. Cái mẫu này em còn có màu trà nữa mọi người nha. Vào đây không phải để mua kính chứ vào đây làm gì? Vào đây chơi với em nha. Chớp cho Đinh Hoạt 1 cây. Anh Đinh Hoạt ơi, tức chớp cho anh 1 cây là màu đen L35. 149.000 anh nha. Rồi, Dân Gia Bảo Trần ơi, em chớp cho anh rồi ạ. Rồi, còn ai lấy kính này, dạo này mắt mình thường xuyên bị lóe, nhìn lâu vào điện thoại đúng chịu sách tư vấn mình nên đeo kính không? Bạn ơi, bạn nên đeo kính cận nha, bạn tới các cái cửa hàng kính cận á, bạn đo thử mắt kính như thế nào nha. Còn bên mình là kính mát, cho nên bạn sẽ không có mang kính này được đâu. Rồi, em lấy kính nào đây ạ? Hello bé Huyền của chị Tấp luôn nè, em gọi chị Chi đó. Rồi, sao tôi mua hàng mà không nhìn hàng chờ chứ ông nhìn cái gì vậy ông nội? Ông phải nhìn kính của em chứ, kính này nè chứ đừng nhìn kính khác nha. Chuồn chuồn ớt một cây luôn nè, 149.000 một cây. Rồi, trả lời gì? Tí chị Trúc, sao chị nghe nè bé Huyền ơi, la luôn ca kia đi Trúc. Bé Huyền ơi, một xíu nữa 3:30 chị Trúc mới đi công chuyện mất tiêu rồi, chị Trúc mất lên công an rồi cho nên chị không có like được. Cứ qua like đi, còn không thì dồn qua thứ 6 like luôn. Rồi, của anh màu đen nghe là 35, ok luôn nha, ok khởi mi luôn nè. Rồi, chốt cho bà khởi mi một cây luôn nha, khởi mi L35 nè, 149.000 một cây. Hàng cao cấp chính hãng mọi người nha. Ai lấy thì tranh thủ comment liền cho em. Rồi bây giờ qua mẫu được chưa ạ? Qua mẫu luôn nha. L35 màu vàng nữa nhé. Dạ ok Nguyễn Hoàng ơi, vậy là anh lấy cái nào? Dạ anh lấy L35 màu đen với màu vàng luôn phải không anh Nguyễn Hoàng ơi? Rồi ok, Nguyễn Hoàng lấy 2 cây. Anh ơi, anh mà mua 3 cây là anh sẽ được miễn free ship luôn nha. Ok bé Huyền. Còn nếu như hôm nay em mệt quá thì em để ha, em like vô cái ca là thứ 6, 7, chủ nhật luôn đi. Ăn cặp bữa là hết luôn đó hả? Rồi, bây giờ em qua mẫu khác cho mọi người coi nha. Mẫu nào hot nhất 258 thế shop là sao em không hiểu luôn nào màu vàng nhé. Dạ ok Trần Gia Bảo Trần nha.
nước hoa mẫu cho mọi người. Ok, em hoàng luôn nè. Quỷ sứ Hàn Quốc Việt chọc em hoài nha cha nội. Rồi, bây giờ em sẽ cho mọi người coi nha. Cái mã kính này em chuẩn bị lên cho mọi người. Mọi người thích cái dòng kính cao cấp hơn không? Nếu như mà dòng kính cao cấp hơn thì em sẽ lấy em like cho mọi người coi luôn nha. Hơn tiếng mà like em dồn mềm lắm nè chị. Ok bé Hiền nha. Núi đè làm bể hộp kính. Ờ, hôm bữa em thay hết một hộp kính rồi đó mọi người. Rồi, em quay một mẫu khác cho mọi người. Mọi người ơi, mọi người thích lên kính cao cấp hay lên kính hàng giá tầm trung thì mọi người comment cho em nha. Ủa cái này về rồi hả? 2501 rồi đâu? Không về hả? Rồi, em cho mọi người coi nha. Bữa đặt hàng rồi nhưng cái thứ hai giao mình đã thấy nha. Rồi, đôi Trần Sang ơi, đổi Trần Sang ơi. Ok, lên màu, ok, lên mẫu nha. Rồi, Trần Sang ơi, cho em xin số điện thoại kèm theo chữ là kiểm tra đơn đi để em kiểm tra đơn cho anh luôn nha. Rất trầm sắc. Em mua kính về chẳng may bị rớt chồng, sắp có hỗ trợ gì không? Sách sẽ bảo hành cho em luôn nha Thảo Nguyên ơi. Cao cấp hơn, ok, vậy em lên rớt cao cấp. Ủa, rớt chồng là cho bạn hả? Nếu mà bị rớt chồng là do tình yêu của em rồi, là bên em không bảo hành được nha. Rồi L35 cho Đinh Bùi, đổi Trần Sang, cho em xin thêm chữ kiểm tra đơn luôn. Đinh Bùi một cây luôn nè, ok. Anh Bình Bùi với lộn Bình Bùi một cây. Rồi đổi Trần Sang cho em xin số điện thoại là ok rồi. Kiểm tra hàng, chỉ kiểm tra hàng nữa. Bây giờ em sẽ lên một cái dòng kính cao cấp cho mọi người coi luôn nha. Đó là mã kính này đây, rất là đẹp. Em lên cho mọi người coi liền luôn. Đẹp quá em ơi hả, hello. Hello anh luôn nha, Đỗ Ngân phải không? Huỳnh Tấn Đông luôn nha, cao cấp lên đi em. Dạ em lên liền cho mọi người coi. Đây mọi người nhìn nha, ôi trời đất của nó sang gì đâu, nó sang gì đâu luôn đúng không ạ? Kính này thì cái tròng của nó được làm bằng tròng thủy tinh hữu cơ mọi người nha. Tròng này, không phải thủy tinh hữu cơ mà là thủy tinh luôn. Bỏ quên mã kính rồi, cứ comment cho em chữ kiểm tra đơn, các bé nhân viên bên em sẽ kiểm tra đơn cho anh nha. Có cái đơn của anh là mã gì? Tròng này được làm bằng tròng thủy tinh luôn nha. Ok, một khó xíu lên cho anh liền luôn. Tròng thủy tinh có chữ Ray-Ban được khắc ở đây cho mọi người, đây là kính chính hãng Ray-Ban luôn nha. Dạ không có chị Hồng Lắm ơi, không có bé 11 tuổi nè chị yêu ơi. Hôm nay không căng tóc ơi. Hôm nay thả lỏng quá hả, em đâu mặc mút đâu cho nội. Rồi, mẫu kính này cái viền của nó là màu vàng như vậy nha, màu vàng tròng màu xanh. Ok anh đổi Trần Sang luôn. Thì trong kính này chống tiêu UV là chuẩn 400, em test cho mọi người coi chuẩn 400 nha. Kính này mình có thể là đi tầm được tới 11, 12 giờ đêm nếu như đường có đèn. Viền của nó là viền nhiễm như vậy luôn ha, không cần thủy tinh, ok anh ạ. Còn trong này là trong thủy tinh mọi người nha. Khi mọi người mua hàng sẽ được tặng kèm hộp Ray-Ban như vậy luôn. Đó, đây là kính chính hãng có hộp đầy đủ cho mọi người. 700k một cây, hàng cao cấp, trên khăn có khắc logo của Ray-Ban luôn nha. 700k một cây, hàng cao cấp bên em. Nhưng hôm nay em share trên livestream này và chỉ duy nhất trên livestream này với một nửa giá là 350. Mọi người lấy kính này thì mọi người comment liền cho em nha. 3026 kèm theo số điện thoại, 350 một cây. Rồi, có màu bạc không? Dạ không có màu bạc, có một màu này duy nhất anh ơi. Hàng này là hàng chính hãng, em khinh về được có một loại này thôi. Đẹp lắm luôn, màu xanh như vậy nha. Kính này mang lên nhìn nó rất là sáng thấy không? Đưa tay vô là ra xanh đen, tựa tựa như màu đen như vậy mọi người nha. Một bên màu xanh, một bên màu đen là như vậy này nha. Trầm thủy tinh thì có dễ vỡ không? Dạ có, trầm thủy tinh là dễ vỡ nha. Rồi, cho nên sẽ có tặng kèm hộp da ở đây cho mọi người luôn. Rồi, mã kính này 3026 ai lấy comment cho em qua mẫu, ok em qua mẫu liền cho anh coi nha. Rồi, cái kính màu khói đúng không? Em lên cho anh coi cái dòng kính đổi màu nha. Đây, dòng kính này là dòng kính đổi màu, mở ra mở vô được luôn. Đây, em mang cho mọi người coi. Nếu như mọi người đi ban ngày, cái kính này nó sẽ chuyển thành màu đen nha. Còn nếu như mọi người đi ban đêm thì nó sẽ chuyển thành cái màu như vậy luôn nè. Cái màu như lúc em đang mang như vậy luôn nha. Ok, em lên mẫu khác cho anh coi. Cái viền này của nó được làm bằng ok 3026 một cây cho Vương Lịch. Rồi, ê, mới làm tắt rồi hả Long? Nóng mà. Em đã bật nhỏ mà. Ờ, giờ mở lớn thêm xíu đi cưng. Rồi, cái viền này được làm bằng titan nha. Cầu kính ngang, cầu kính cong. Tròng này là tròng bolero, chống chời, chống vỡ cho mọi người luôn. Cái kính này nè, rơi rớt vỡ, đừng có xi vàng. Dạ, cái mẫu này mà đừng có xi vàng, ok em lên tranh nhưng mà nó là tròng vuông nha. Mã kính này là 8503, 900k một cây, dòng đổi màu. Hôm nay sale còn 450 luôn nha. Nói như vậy mà hơn 36 phút luôn đó. Dạ, nói nhiều nhưng em mệt lắm luôn á. Hàng em đáng yêu vậy cho đội gian trao này, đừng có xin vàng, ok để em lên. Hello anh Tuấn, tôi thích chào anh Tuấn luôn nha. Mọi người nhìn nè, bên đây sẽ có chữ là voucher cho mọi người. Khi mua hàng là sẽ có hộp đầy đủ luôn nha. Có hộp luôn nè, rất là đẹp. Hộp đầy đủ, khăn khiếu đầy đủ. Tròng này có rơi, có rớt xuống cũng không vỡ, không bể. Đặc biệt nó còn đổi màu nếu như mọi người đi ngoài đường chống tiêu UV chuẩn 400. Nếu như mọi người đi ra ngoài nắng nó sẽ chuyển thành màu đen. Còn nếu như đi trong buổi tối hoặc là đi trong mát sẽ chuyển thành màu trắng như thế này. Chống tiêu UV chuẩn 400, chống tiêu phân cực luôn nha. Rồi, chống cả ánh sáng xanh của màn hình điện thoại, TV và laptop. Em chào Thanh Viên Nguyễn ạ. Rồi, mẫu kính này còn mở ra mở vô cho nên anh nào mặt to chà bá mình cũng mang được mẫu này nha. 8503 VIP 450 một cây, giá gốc 900k. Hôm nay sale còn 450 thôi. Ai lấy mẫu này mọi người comment liền cho em luôn nha. Long ơi, Long kiếm cho chị mẫu này mà cái 2102 đi Long. 2102 á. Thành vuông. À,
Hết rồi hả? Hết rồi, cây su ơi, mẫu này em hết trơn cái hộp vuông kia luôn rồi. Lên đi em tình yêu. Dạ, cái mẫu này nè, em hết cái chồng vuông luôn rồi. Toàn bộ văn phòng chính phủ quốc tế chào tôi tới trời. Dễ thương quá trời. Em cảm ơn anh Cường, em cảm ơn anh Huy Hình Tấn Đông nha. Rồi, mọi người ơi, thì mẫu kính này ai lấy cặp anh liền cho em luôn nha. Em qua mẫu cho mọi người liền luôn. Đây, đây là một cái dầu mà nó gọi là Armani. Đây, em có cái kính kia rồi, để em lên tranh coi liền nha. Mấy cây còn mấy cây? 3 cây thôi. Rồi, cái này còn 3 cây thôi. Mẫu khác em lên là cây su ơi. Kính này màu khói như vậy, cây su nha. Đó, cho kính này đang có giá là 900 một cây. Ơ lộn, 700 một cây. Hôm nay em cảm ơn Giang Chào. Hôm nay em sẽ còn 350. Kính này rất là sang chảnh luôn. Mọi người nhìn nha, có cái hình gì ở đây nè, em chẳng biết hình gì nữa. Nói chung là em quay qua cho mọi người coi, mọi người nhìn nha. Đó, kính là như vậy. Hiệu của nó là Xinlin mọi người nha. Kính này là của mẹ. Khi mọi người mua hàng sẽ được tặng kèm hộp đầy đủ luôn. Đây, có hộp mẹ cho mọi người luôn nè. Đó, tặng kèm hộp mẹ cho mọi người luôn nha. Kính này rất là đẹp luôn ạ. Thì cái này tới 700k một cây, hôm nay sale còn 350. Hàng chính hãng, bảo hành 3 tháng. Hộp đầy đủ cho mọi người luôn. Đây thì cái trồng của nó phối giữa màu trà trà với màu khói như thế nào đó, nhìn nó rất là đẹp. Nhìn cái này rất là rõ luôn nha. Đó, mọi người thấy chưa? Rất là đẹp luôn. Thì mẫu kính này đang có giá là 350, chuyên dụng dành cho là người thường xuyên đi ra ngoài đường luôn. Đi cả ngày, chạy xe cả ngày cũng không hề mỏi mắt, cũng không hề bị nhức mắt luôn nha. Thích người thôi đó hả? Em cảm ơn Minh Lương luôn nha. Hồi nãy có ai comment mã mà không có comment cho em là cái số điện thoại, em không có chấp hàng được đâu nè. Chị gì quên rồi ta? Chị gì mà comment cho em nè? Không có số điện thoại. Để em đang kiếm lại nè. Chị gì mới mất tiêu rồi. Chị nào comment 3026 đó ta. Chị nào đó ơi, chị lấy 3026, chị có thể là comment cho Trúc là số điện thoại được không chị? Để chị để Trúc chấp hàng cho chị nha. Chị gì em quên rồi, 3026. Vương Lịch ơi, Vương Lịch cho em xin số điện thoại đi ạ. Ok. Rồi em qua mẫu liền luôn nha. Cái mẫu cái mẫu này sẽ qua liền luôn. Rồi vậy là em màu khói thì em chỉ còn giá tầm trung thôi. Để em lên mấy cái giá tầm trung cho anh. Cảm ơn Kim Nguyên nha. Rồi em lên cái kính là kính Armani. Thì hộp của nó là như vậy mọi người nha. Hộp sang chảnh cực kỳ luôn. Kính chính hãng Armani. Mọi người nhìn nha, cái gọng của nó là rất là sang chảnh luôn. Có logo Armani của mọi người ở trên đây. Từ đây xuống đây sẽ được một cái này nó sẽ làm là một cái giống như là họa tiết hả ta. Đó, nó đẹp lắm. Em đưa gần gần cho mọi người coi nha. Thấy chưa, rất là đẹp và rất là sang luôn. Thì ngay cái khúc này nè, nó được làm bằng titan. Nó không có bong, không có chóc, không có xét, không có gãy luôn. Hết tiền rồi, bản thiếu không cần. Anh Cường mua có một cây 99.000 hôm bữa mà hết tiền có dời. Anh Cường phải mua kính khác ủng hộ em chứ. Từ đây xuống đây nha, sẽ được làm bằng titan, không bong, không chóc, không xét và không gãy luôn. Giữ được cái màu vàng như vậy. Rồi bên trong có mẫu mã đầy đủ cho mọi người được khắc trong đây luôn ha. Rồi bên con ve nè, nó có logo của Armani cho mọi người. Kính này 900k một cây, giá ship đi tỉnh là 3 ngày có hàng luôn nha. Mẫu kính này ai lấy comment liền cho em, 450 một cây, chống trời chống bể luôn nè. Thích xem người thôi thì ở trong livestream của em xem em nha. Ngồi chơi với em cũng được, không cần mua kính cũng được luôn ạ. Kính này chống trời, chống vỡ, chống bể cho mọi người. Chống tiêu V chuẩn 400, test khá cho mọi người tin nha. Nói xuống làm sao mọi người tin được đúng không? Chống tiêu V là chuẩn 400, bên em bán hàng cực kỳ chất lượng. Rồi, thì mẫu kính này trồng của nó là trồng Polaroid. Còn cái viền của nó cũng là màu đen. Trên đây cái cầu kính của nó nè, không xi vàng tình yêu dạ. Cái kính của nó nha, cũng có cái họa tiết như bên hông của cái càng kính luôn, rất là đẹp. Mẫu này nam nữ gì cũng mang được hết trơn. Em sẽ quay qua bên hông cho mọi người coi nha. Sang chưa? Có thể là mang couple được luôn, mang cặp, mang đôi được nha. Kính này 450 một cây, có hộp đầy đủ luôn. Kính dưới bao nhiêu tiền một cây hả? Dạ, kính dưới anh đang mang là kính này là 450 một cây. Còn kính ở dưới nữa là hàng trưng bày không bán được nha. Rồi, ai thích mẫu này mọi người có thể là comment cho em là 0023 kèm số điện thoại, 450 một cây, 0023 mọi người nha. 0023 450 một cây. Em cảm ơn anh Huỳnh Tấn Đông. Rồi, mọi người comment cho em cây cao cấp này nha là 0023, kèm theo đó là số điện thoại cho em, bảo hành 3 tháng cho mọi người luôn. Hết người livestream thôi. Kính có vui. Vậy kính dưới thì không gì thì bao tiền một trước là sao không hiểu. Dạ, cửa hàng em ở 436 đường 3 tháng 2 quận 10 đó anh Luận ơi. Đây mọi người nhìn nha, rất là sang chảnh luôn, thấy không ạ? Rồi em qua mẫu liền luôn. Em sẽ qua cái mẫu mà nó không có màu vàng cho anh nha. Dạ, kính dưới không có bán không xi vàng rồi. Kính này không có xi vàng nè anh ơi. Thì mã kính này là 3211 mọi người nha. Hello anh Nguyễn Cường, rất chào Nguyễn Cường luôn nha. Mẫu kính này là 3211 mọi người nhìn giúp em ha. Thì cái chồng của nó là chồng vòng hình giọt nước, chồng màu vàng.
Rồi, 0023 không xi vàng lẹ. À, không có cái 0023 mà không xi vàng. Cái này giống 0023 nhưng mà nó là màu bạc ở trên đây nè. Nó là màu đen trùng với cái kính luôn. Màu đen luôn anh nha. Đây, tròng đen, viền đen luôn. Full đen một cây luôn. Thôi logo của nó là Armani. Kính này bên hông của nó là sáng bóng cực kỳ. Dạ, em chốt cho Tiên Phạm một cây 0023. Ok, chị Tiên Phạm luôn nha. Tiên Phạm 0023 cho Tiên Phạm luôn nè. Tóc mình hơi ngắn, hợp với kiểu mắt kính nào thể sắc. Dạ, Nguyễn Đông ơi, Nguyễn Đông là nam hay nữ vậy ạ? À? Nam hay nữ vậy ạ? À? Ok, vậy em qua mẫu khác luôn nha. Nhưng mà để mẫu này em sẽ giới thiệu cho những người khác nha, anh Kenso nha. Anh Kenso này kiến chọn á, nãy giờ người ta lên muốn lòi con mắt luôn. Nói hiệu muốn banh cái miệng luôn à. Mà cũng không chọn được kính nữa, đáng ghét. Rồi, bạn gái chạy góc không? Đáng chạy góc em lấy cái gì em trả cho ông chủ em bây giờ? Dạ, em chết cho anh Nguyễn Trung Trực một cây này luôn. 0023 cho Nguyễn Trung Trực luôn nha. 350 một cây, á lộn là 450. Ủa? Ờ, 0023 450 nha. Rồi, mọi người ơi, cái mã này em đang mang cho mọi người. Nó có hai màu, đó là màu trà với màu đen. Màu trà với màu đen nha. Màu đen bên trong nó có chán phản quang màu xanh rất là nổi cho mọi người luôn. Lớp màu xanh này sẽ chống được ánh sáng xanh của màn hình điện thoại, tivi và laptop. Ồ, mua mà. Anh ơi, nãy giờ em lên quá trời. Anh kia không có màu vàng, túp lên cái không có màu vàng cho anh coi rồi mà. Ai hiểu anh Kinh Sư nhiều chuyện quá à. Anh Kinh Sư không thấy tội nghiệp em hả? Em like muốn lội các bạn hỏng em luôn nè. Mấy ngày sao không thấy? Dạ Nam Tô ơi, bữa giờ mạng yếu quá. Em lên một cái là nó không có cho em vô live stream. Làm sao mà em like bây giờ em cũng nhớ mấy anh quá luôn. Mua mà bị chửi buồn ơi à. xin lỗi Kinh Chua nha. Rồi mọi người nhìn nha, bên hông của nó cũng có logo của Acma này luôn. Còn ở đây nè, mọi người thấy không? Nó sáng bóng bạc cố luôn, rất là đẹp. Để coi mở ra mở vô không có được luôn nha. Rồi chấm tiêu về chuẩn 400 dành cho các anh nam manly cực kỳ ngầu và còn lịch lãm nữa. Em mang cho mọi người coi một vòng là sau đó sẽ qua tiếp mẫu màu nâu. Rồi cái này à, không hợp phong cách sàn mua. Để em lên kính nào cảm thấy anh hợp nha. Rồi cái kính này nó màu trà nữa nè, rất là đẹp luôn. Mình có thể là đi đêm được luôn nha, là mẫu này đi đêm được luôn nè. Bốn cái rồi, muốn đặt nữa cho chế đi. Trời ơi, kính Minh Chế là hàng đẹp không đó. Mua đi, kính mà thay qua thay lại đâu có gì đâu, đúng không nè. Hello anh Phúc Cường Mai luôn nghe, cảm ơn anh nè. Kính này mọi người nhìn nha, cái tròng của nó trong như vậy cho nên cái mẫu màu nâu này thì mình đi đem được. Mã của nó là 3312, 450 một cây, hàng cao cấp bên em. Hàng này là hàng cao cấp nhất luôn nè anh Kenshu ơi, hàng VIP bên em nha. Rồi em qua mẫu 3211, 450 một cây. Ok, chốt 321 giả trang đài ơi, 450 một cây luôn ạ. À. Dạ em chốt cho chị Thu Nguyễn một cây này luôn nha. Ok chị Thu Nguyễn luôn nè. Thu Nguyễn một cây 3211, chốt cho Vi Trần một cây 3211 luôn nha. Một cây nữa là ba lẻ lên dạ. Cho Vi Tròn một cây luôn, 3211, 450 một cây. Rồi, hết tiền mua kính nhân nên gì nhân để bán tốt là anh chơi khô máu luôn đó hả? Có kính nào cây vuông của 20 tuổi nam không chị? Có luôn Thịnh Râm nha, để chị lên cái cây kính vuông mà 20 tuổi cho em. Nhưng mà em đợi chị xíu chị lên một cây nữa cho ông này ông coi nha. Đây, ông nội của em ơi, Kensu ơi, không có bán kính kia anh ơi. Anh này, anh ai đặt Đăng Vân này chọc em hoài. Kính này là hàng Boucher, là hàng cao cấp nè. Chữ Boucher nằm đây, có hai sọc bạc ở đây, hai sọc bạc ở đây. Anh nhìn nha, đó, rất là sang luôn. Ở đây nè, nó có khứa, rất là dễ thương. Màu bạc, màu đen. Ở đây tròng đen, viền đen. Có chữ Boucher màu vàng ở đây. Không nhanh anh ra bài. Biết rồi. Rồi bên trong có chén phản quang cho mọi người. Còn có logo của Boucher. Mẫu kính này 700 sale còn 350. Đẹp lúng lắm luôn nè anh Kenso ơi. Anh Kenso lấy mẫu này luôn đi để được free ship luôn nè. Hàng cao cấp mang kính này là không sợ bị gì hết trơn á. Vì nó rất là bền, không vỡ nha. Không bể, không vỡ. Chống tiêu UV là chuẩn 400, chống tia phân cực nữa. Thì chống tia phân cực nó rất là tốt cho mắt luôn anh nha. Anh lấy kính này anh có thể là comment liền cho em luôn ạ. Form này dễ mang lắm, mặt nào mang cũng được hết trơn vì nó là form giọt nước sẽ rất là dễ mang cho gương mặt luôn nha. Mặt to, mặt tròn hoặc là mặt dài mình cũng có thể là mang cái form này. Mã của nó là 1706, em còn cây này em còn nhiều không Dạ Long? Cây này 1706 đó. 3 cây. 3 cây, còn đúng 3 cây mọi người nha. Kính dưới bệt hơn rồi. Rồi, sẽ mắc quá rồi, em qua màu khác nha. Đây, các anh nam của em còn lại ơi, kính này mà sẽ mắc gì ông nội? Kính này đẹp muốn chết luôn mà sẽ mắc gì? Rồi, 1706 cho anh Tuấn một cây. Đã đây chị Quý Lý Đình ơi, em comment cho chị là 1706 kèm số điện thoại nha. Còn 3 cây duy nhất ai comment trước có kính trước mọi người nha. Anh Tuấn ok, em chết cho anh Tuấn một cây luôn nè. Anh Tuấn một cây 1706 cho anh Tuấn luôn ạ. Ok anh Tuấn nghe, 1706 cho anh luôn. Lộn cây. 1706 cho anh Tuấn một cây luôn nè. Mã kính này em đang mang 350 một cây luôn nha. Rồi, sắp tư vấn mình ok, sơn ca luôn ạ. À. Rồi, ai nữa đây ạ? À? Bạn gì ơi, Quý Lý Đình ơi, cho em xin cái số điện thoại kèm theo mã là 1706 luôn mọi người nha.
À, là anh Hoài à, không thương anh sao? Thương anh á, anh không thương em hết trơn. Anh Tuấn vẫn còn hẹn cà phê nhé. Anh Tuấn, để em coi coi anh Tuấn ở đâu ta. Anh Tuấn Bình Tân hả? Ở đâu rồi ta? Bữa anh ai nói em nè, thiếu chồng cà phê của ai ta? Rồi, 3026 cho Huỳnh Tấn Đông. Dạ anh Huỳnh Tấn Đông ơi, 3026 là cái này nha. Anh có thể cho Tuấn xin số điện thoại của anh được không? Để Tuấn chốt cho anh cây này nha, 3026. Rồi, à, bao nhiêu cân? Dạ, Lương ơi, Lương Lắp ơi, cái kính anh đang mang là 350, anh hai cái. Dạ, anh Nguyễn Duy Khương ơi, anh có thể nào cho em xin số điện thoại anh được không ạ? À? Có kính dâm không? Anh thích kính dâm có không? Dạ kính dâm có luôn, em đang mang là kính râm nè anh ơi. Rồi cảm ơn Trắc A Win luôn nha. Rồi Lương Lắp ơi, cho em xin là số điện thoại nha, bao nhiêu cân? Dạ 350 một cây, giá gốc là 700k, có hộp đầy đủ cho anh luôn. Mà cái hộp của nó đẹp lắm, anh có thể là mở ra mở vô như vậy. Khăn của nó là được in luôn nha, Boxer B8000, có nem cạc đầy đủ của Boxer cho anh luôn, đẹp lắm, hàng chính hãng, bảo hành 3 tháng. Khi mua hàng được quyền kiểm tra hàng trước khi là mình thanh toán tiền luôn. Nguyễn Duy Khương 3026. Ủa cái 3026 là cái kính này nè. Anh Nguyễn Duy Khương cho tốt xin số điện thoại nha, 3026 350 là kính này. Còn cái này 1706 là kính ở trên đây. Thì trong này nó là trong thủy tinh. Dạ 1706 là kính gì? Dạ 1706 là kính trên đây, màu đen 350, trồng này là chống trời, chống bể, chống xước cho anh luôn, rơi rớt là bao luôn. Còn kính này trồng thủy tinh cho nên rơi rớt là sẽ vỡ vỡ nha mọi người nha, vì nó là trồng thủy tinh. Bên em mua bằng mua hàng mà sẽ có hộp. Kính ở dưới đây là 3026 Ray-Ban, có hộp Ray-Ban. Còn kính trên đầu của em là 1706 dòng Boxer, có hộp Boxer. Rồi, ai lấy kính nào comment cho em mã luôn nha. 350 hết trơn. Chốt cho anh Lương Lát một cây 1706 cho Lương Lát luôn. Rồi, anh Hải Phạm Thanh ơi, lấy thì comment cho em luôn nha. 1706 em còn đúng một cây duy nhất luôn ạ. À. Có bạn em không? Bạn em luôn. Rồi, Nguyễn Duy Khương ơi, anh cho Túc xin số điện thoại. Huỳnh Tấn Đông ơi, cho Túc xin số điện thoại của anh luôn nha. Hai anh ơi, cho em xin số điện thoại của hai anh đi để em chốt hàng cho hai anh nha. Bây giờ em lên một cây nữa. À, ông nội gì đâu rồi, cancel đâu rồi, nãy giờ còn chưa ưng cái kính nè. À, anh bên Taiwan ship được không em? Dạ không được, mất tiêu rồi. Anh Duy Khương ơi, bên Taiwan em không có ship được. Mua liền một lúc bố sản phẩm được tặng gì không tắt, được free ship nha. Hóa đơn mà trên 500k là miễn phí ship cho mọi người. Rồi, bây giờ mọi người lấy thì mọi người comment liền cho em luôn nha. 1706 là kính em vừa mang. Chốt nhanh lên. Rồi, nãy giờ em vẫn đang lên kính cho anh đó thôi. Bây giờ em còn kính màu vàng không à ông nội ơi? Em còn kính màu vàng không à? Anh lấy kính nào bây giờ? Hay là em... Ê, anh lấy cái kính màu đen này không? Đây, em lên cho anh coi mẫu này nha. Màu đen này dành cho 20 tuổi, hồi nãy bé nào hỏi nữa nè. 20 tuổi em mang mẫu này sẽ rất là trẻ trung luôn. Thì mẫu này mang không kén, mang không kén tuổi mọi người nha. Đây, Thịnh Rummer chị vừa nhắc cưng luôn á. Bây giờ chị mang kính này lên cho em coi. Kính này giá của nó là 400k một cây. Hôm nay chị sale 180 luôn nha. 180 một cây tròng vuông. Cái tròng này em có thể đi đêm được luôn vì nó rất là sáng. Nó sáng trưng như vậy em thấy không? Bên hông là có chữ Gucci cho em luôn. Mặt trước có Gucci, mặt sau có Gucci. Kính này nó rất là dẻo luôn, em có thể là bẻ được luôn nha. Bẻ cong như vậy được luôn, dẻo lắm. Còn cả chống tiêu UV 400 chuẩn cho em nữa. 180 một cây, giao hàng tận nhà, kiểm tra hàng trước khi trả tiền. Đó, em muốn mang kính này em comment cho chị Túc là 5006 nha, 180 một cây. Ken Su ơi, anh là nam mang kính này cũng đẹp lắm luôn. Em là nữ mang còn đẹp, nói chi các anh nam đúng không ạ? À? Kính này những ai mũi tẹt á thì mang kính này lên sẽ rất là cao nha, mũi em thấy không ạ? À? Mang lên nó ôm sát mũi mình cho nên sẽ rất là cao luôn. Mã kính này 5006 nha, ai lấy comment liền cho em luôn nè. Ok, chốt cho Đỗ Thu Hoài một cây này luôn ạ. À. Đỗ Thu Hoài luôn nha, 5006 cho Đỗ Thu Hoài, 180 một cây. Chốt cho Thu Hường một cây, ok Thu Hường luôn nha. Thu hồn một cây luôn nè. Chốt cho Vo Vi một cây 5006, quá trời đẹp luôn mọi người ơi. Vo Vi một cây luôn nha. Vo Vi 160 một cây. Thôi em, anh không phải BD. Cha nội, anh nói thiệt, cái kính này mà kính của nữ mới sợ luôn đó cha nội. Dòng này là dòng unisex của Gucci. Kính này là kính nam và cả nữ luôn đó anh ạ. À. Của anh chốt chưa? Dạ chốt rồi. Quý Lý Đình lấy em cái đi chị. Ok, cho chị xin số điện thoại đi. Nãy giờ chị chưa có số điện thoại của em luôn đó. Đeo vai không em ơi, bán kính đeo vai không hả? Rồi 1706 thử cho anh coi luôn nha. 1706 em còn có một cây duy nhất à. Ủa cái 1706 đâu rồi? Trên đầu nè, hèn gì. Đây, chốt cho mọi người, động test cho mọi người coi. 1706 chống tiêu UV là chuẩn 400 luôn nha. Đi ngày, kính này là mọi người chống tiêu UV là chuẩn 400. Đi ngày không hề chống, không hề chiếu mắt, chói mắt luôn. Chống chói, chống chiếu, chống lá, ánh nắng mặt trời, thịnh râm ok luôn nha. Chí Hoài Lê cảm ơn nha, mấy ông nội này vào hỏi chán rồi, không vô tội người ta, phải hỏi phải nói hoài. Anh Cường ơi, cảm ơn anh Cường nha. Rồi, Hải Phạm Thanh ơi, anh lấy 1706 này, anh comment cho chút chút còn một cây duy nhất thôi.
Rồi, chúc chớp cho quý Lý Đinh một cây luôn nha. Ok, vậy chúc chớp cho quý Lý Đinh cái 5006 này luôn nha. 180 một cây cho quý Lý Đinh. Anh Kesu ơi, em toàn có kính màu vàng không mà anh ơi. À, em lên cho anh coi cái cây màu đen này coi anh thích không nha. Quý Lý Đinh ơi, chúc chớp cho em rồi. À, Tịnh Trâm ơi, để chị lên cho em cái cây này nè. Nhưng mà giá của nó là dòng cao cấp nha. Cây kính hình vuông như vậy, rất là đẹp. Nữ trẻ trung mang cũng được mà lớn mang cũng được luôn. Cảm ơn Hoàng Ngọc nha. Kính này thì 350 một cây, đó là bằng gỗ. Ngay khúc này được làm bằng gỗ em nha. Còn kính này tấp lên cho anh Kesu coi nè. Full cây màu đen luôn. Ở đây màu đen luôn vàng cũng được. Mà bây giờ em lên cho anh cây màu đen cho anh như anh muốn luôn rồi nè. Trồng bolero chống trời chống bể y chang những mẫu hồi nãy em like. Trồng đen viền đen, cầu đen luôn. Bên hông của nó cũng là màu đen luôn đó, full cây đen nha. Rất là ngầu luôn. Mã kính này 8722. Em anh bóc hình ảnh giùm anh. Dạ anh Hạ Phạm Hải Thanh ơi. Xíu nữa sẽ em sẽ kêu các bé nhân viên anh bóc cho anh nha. Còn nếu như mà anh đặt hàng trên livestream, anh sẽ được giảm giá còn có 350k. Còn nếu như mà anh đặt hàng qua inbox là giá là 700k hoặc là lại shop coin là 700k nha. Còn nếu như mà anh muốn qua shop coin hay anh muốn inbox thì anh cứ để lại mã thẳng trên livestream, em sẽ giữ hàng cho anh là 8 cái cây đó anh chọn. Sau đó là khi mà anh chốt hàng hay là anh coi có ưng thì lấy, không ưng thì thôi nha. Có thể là qua shop coin, chỉ cần để lại mã trên livestream sẽ được giảm tới 50%. Em cảm ơn Trung Hồ luôn ạ, cảm ơn anh Hoài luôn nha. Rồi, Hải Phạm Thanh ơi, anh muốn lấy cây đó anh comment liền cho em là mã là 1706, em còn một cây duy nhất thôi. Kèm theo số điện thoại cho em nha. Còn kính này là Kensu ơi, 8722, kèm số điện thoại liền cho em luôn, đẹp tuyệt vời. Anh mua cây này nữa anh được free ship luôn đó. Toàn bộ đều là màu đen. Ok, Phạm Hải Thanh cho em xin số điện thoại luôn nha. Và Hải Phạm Thanh ơi cho em xin số điện thoại luôn anh ạ. Rồi, Túc Túc ơi, nhớ Túc Túc ơi, hello anh Trương Hoàng, Túc Túc cũng nhớ anh quá trời quá đất luôn á. Rồi, mẫu kính này ai lấy comment liền cho em luôn mọi người nha. Ok, anh Hải Phạm Thanh, Túc chấp cho anh cái 1706 rồi. 1706 là kính trên đầu em đã hết rồi mọi người nha. Ủa, kính trên đầu em là 3211 rồi. Chứ 1706 là hết rồi mọi người nha, em chấp cho anh Phạm Hải Thanh luôn. Bây giờ em qua mẫu. Em qua mẫu liền luôn. Cây 8722 nè, không cần bao ship dạ. Rồi, kính này 8722 lấy không ạ? 1706 bao nhiêu? Như Trân ơi, Như Trân ơi, hết 1706 rồi. Bây giờ chỉ còn cái này thôi là 8722, 350 một cây luôn nha. Còn 1706 hồi nãy cũng 350 một cây, full đen. Rồi, à tôi bóc lên màu khác cho mọi người coi nữa nha. À bé gì đó nó kêu lên màu kính hình vuông, lên màu kính hình vuông nha. Bán anh cặp bữa đi hả, cặp bữa không bán luôn. Rồi, mẫu kính này mở ra mở vô được luôn mọi người nha. Đây, túc lên cho mọi người coi. Trong kính này mình đi cả ngày cả đêm được luôn. Có chữ Butcher ở đây, trồng vuông như vậy. Có viền vàng ở đây nè nha. Rồi, mọi người nhìn nha, ở đây nè, cái viền vàng ngay chỗ này sẽ là bằng titan, không bông, không róc, không xét, không gỉ. Cả chỗ này cũng như vậy. Đây, ở ngay đây sẽ được làm bằng gỗ chính hãng của Butcher. Khắc chữ Butcher trên đây cho mọi người. Ở đây màu vàng cũng là titan, từ đây xuống đây bọc nhựa nhám cho mọi người. Bên trong sẽ có chén cảnh quan như hồi nãy giờ em nói thôi. Em mang cho mọi người coi. Thì những anh nam nào mình thích ngầu thì mình chọn cái này luôn nha. Trồng nào thì hợp với mặt tròn hả sắp Hà My ơi. Nếu như mặt tròn thì chọn trồng vuông, trồng hình chữ nhật luôn nha. Hoặc là có thể là chọn cái trồng form mắt mèo. Em cảm ơn anh Sơn Nguyễn ạ. Rồi, mẫu kính này mọi người ơi, ai lấy thì mọi người comment cho em mã này là 8814. Cây này form nhỏ, 350 một cây dòng Butcher. Còn một cây nữa nó là form lớn hơn. Form lớn hơn, cái chồng nó to hơn. Có hai cầu kính, một cầu trên đây, một cầu dưới đây nha. Đó, em mang cho mọi người coi. Kính này hai cái đều có giá là 350. Cái lớn hơn là 8819, cái nhỏ hơn là 8814 nha. 8819, 8814. Không mua ổn rồi, thôi làm gì khó khăn nhà máy cha nội. Sao đó anh Thành Nhẫn ơi, thương anh Thành Nhẫn quá à. Rồi, mọi người ơi à, em qua mẫu khác cho mọi người coi nữa nha. Mẫu kính này là 8814, 8814 nha. Có hộp đầy đủ cho mọi người luôn. Em mệt quá, em thở cái nha. Em nói gì em mệt quá à. Mọi người có ai thương em không? Đổ trơn rồi. À, mắt mặt nhỏ hợp kính nào? Dạ anh Trường điện tử lạnh ơi, mặt anh mặt nhỏ đó thì anh chọn cái kính là form nhỏ này đi, là 8814 nè. Cảm ơn Thu Hạ nha. Anh ơi, anh Trường ơi, anh Trường điện tử ơi, cái mẫu này em đang mang nè là 8814 nè. Anh lấy cây này không? Anh lấy cây này em comment luôn đi, nó rất là ngầu luôn. Anh mua sẽ được tặng kèm hộp như vậy luôn nha, sang lắm. Kính này là trồng bolero rơi rớt không vỡ không bể luôn. Có chỗ là cái gì nè? À, cho em đốt đi hả? Là sao không hiểu luôn nè. Rồi mọi người ơi, ai lấy mẫu này thì comment cho em nha. Rất là đẹp luôn. Mẫu là 88119 là cây em đang mang. Còn 8814 là cây em đang cầm. Cây này 8814 trồng nhỏ hơn. Chốt cho em đi hả? Hay sao Duyên thì ơi? Nè mọi người nhìn nha. Nay mát mẻ sạch sẽ thơm tho. Hay tóc lên sao hửi được mà thơm tho nè.
Trời đó hôm nay rồi tóc giả ok anh à, để em lên kính khác cho anh coi nha. Chơi uống dưới cũng được uống luôn, dễ mang giá sao? Dạ cái kính này em đang cầm trồng nhỏ là dành cho mặt nhỏ 350 một cây, giá gốc là 700, giá sale còn 350. Rồi, mẫu này sẽ là mẫu cuối cùng mà em livestream rồi mọi người nha. Dạ anh Lưu Lắp ơi, bên em có kính 900k ạ. À? Không có kính 1 triệu nhưng mà nếu như mà anh hỏi câu này với các shop khác là các shop khác sẽ lên kính nói là ồ cái này 1 triệu mấy nè, đó là ví dụ đó nha. Kính đẹp nhưng có xíu hình nào không cháu? Dạ có xíu luôn, bác Nguyễn Đông ơi, trời ơi cái mặt trẻ măng vậy kêu tôi bằng cháu hả không nội? Rồi, mẫu này 8814 mọi người nha, 350 một cây. Các anh nào lấy thì mọi người comment cho em là 8814 kèm theo cái số điện thoại cho em nha. Hello Lê Huy Lê luôn ạ, à, cảm ơn anh nha. Rồi, cảm ơn Thị Duyên luôn. Còn cái cây này nó to hơn gấp đôi. Đây, có hai càng kính, 8819 là cái to hơn nha. Rồi, ai lấy cái này comment cho em là 8819 kèm theo số điện thoại. Em chuẩn bị kết thúc livestream rồi, nãy giờ Long xin đích chia sẻ chưa? Hả? Rồi, bây giờ ai lấy thì cứ comment liền cho em luôn nha. Bây giờ em sẽ kiểm tra xem ai là người chia sẻ livestream của em nhiều nhất. Ai chia sẻ nhiều nhất ta? Đây, cả nít rồi nha. Cả nít rồi nè. Cảm ơn bà Việt Hân nha. Có nick livestream chia sẻ nhiều nhất nào, có nick chia sẻ nhiều nhất là ai? Chi Chi mọi người nha, bạn Chi Chi là bạn chia sẻ livestream nhiều nhất mà hệ thống đã gửi về. Ok nha anh Thành Nhẫn ơi, và Chi Chi gì nè, là hệ thống gửi về cho em nè, là chia sẻ livestream nhiều nhất đó, hệ thống đã gửi về nha. Rồi bây giờ thì em sẽ công bố kết quả cho mọi người comment, vì nãy giờ chưa thấy ai comment đúng hết trơn á, để em coi coi lượt chia sẻ hôm nay được bao nhiêu nha. Mọi người chia sẻ cho em nhiều không nha. Hương quá à, em thương anh Thành Nhẫn của em quá à. À, em mặc em buồn quá mọi người ơi. Rồi bây giờ em sẽ lên câu đố cho mọi người và sẽ cho mọi người comment để tặng kính luôn nha. Thì kính em tặng là hai cái kính trên đầu của em luôn nè. Shop Ellie có bán tiktok không? Để dùng hết vốn mua coi nè, mua em về làm gì vậy? Mua em về để bán kính nữa hả? Thì mọi người ơi, chơi mini game á, nếu như mọi người mà trúng thưởng thì mọi người sẽ được lựa chọn. Chết rồi dính tóc em ơi, mọi người sẽ được lựa chọn luôn nha. Ok đào lê luôn ạ. Rồi kính này em đang mang, nếu như mà nam trúng thưởng thì mình có thể là chọn dòng kính này. Đây, mã kính này là 8301, còn nữ trúng thưởng thì được chọn kính này luôn. Mã của nó là 6863 nha, cho mọi người lựa chọn thoải mái. Còn bây giờ, nãy giờ chưa có ai comment trúng hết trơn, cho nên em sẽ công bố đáp án cho mọi người luôn để mọi người comment. Sau đó em sẽ lướt đáp án luôn nha. Rồi, mọi người comment cho em đi nè. Đây, nhớ là chia sẻ like cho em sứ mệnh con người nha. Sứ gì quý nhất đó là sứ mệnh con người mọi người ha. Bây giờ em sẽ chuẩn bị lướt comment. Mọi người comment liền cho em luôn là sứ mệnh con người luôn nha. Sứ mệnh con người kèm theo đó là nhớ chia sẻ livestream, không có được bóc chúng rồi mới chia sẻ là em không tính nha. Chia sẻ livestream trước vài phút sau khi mà em công bố đáp án được không ạ? À? Cảm ơn Đinh Thị Thành nhiều nha. Rồi mọi người comment cho em đi là sứ mệnh con người. Em chuẩn bị lướt livestream nha. Em sẽ lướt, nếu như ai trúng thưởng thì sẽ được nhận kính em đang mang có giá là 400k một cây. Rồi sứ mệnh con người, Thành Trâm nãy giờ chưa chọn được kính nào luôn đó hả? Tức là quý nhất luôn đó hả? Cảm ơn anh ạ. À. Rồi, ê, Long, chị còn hai cái kính chưa lấy nữa đó Long nè. Dạ. Anh Nguyễn Cường với anh Tuấn Anh nha. Dạ. Bao nhiêu tiền em ơi? Dạ Hồng Sơn ơi, kính nào đó anh ơi, anh muốn hỏi kính nào? Sứ mệnh con người là, đúng rồi nha, comment cho Tức đi, sứ mệnh con người, Tức sẽ lướt comment, chọn ngay ra người may mắn liền luôn. Ok, bây giờ em lướt comment liền nha, Lý Quý Đình có số điện thoại rồi đúng không? Rồi, sứ mệnh con người, bây giờ mình lướt livestream để chọn ra người may mắn luôn nha. Trúng ai là người đó trúng thử, nhưng mà nhớ là có chia sẻ livestream vài phút trước chứ còn trúng rồi mới chia sẻ là không được nha. Cây nữ mã số bao nhiêu? Dạ cái cây nữ này mã số là 6863, anh cây su lấy luôn đi dành cho nữ. Bên hông cái gọng của nó sang lắm, đây em quay cái gọng cho anh coi nè, sang cực kỳ luôn, thấy không mọi người? Thấy túp xài điện thoại có thấy thương không, bể tè le tà la hết trơn nè. Do em mà về tới nhà là em quăng cái điện thoại lên nệm, có khi nó còn bay vô tường, nó bay dại luôn á mọi người, ghê chưa. Rồi mọi người comment cho em sứ mệnh con người nha, bây giờ em sẽ lướt comment. Lấy comment nha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ai đây ạ? Ủa sao không like được ta? Sao không like được nè? Nguyễn Hồng Lắm. Chị Nguyễn Hồng Lắm comment sứ mệnh con người. Nguyễn Hồng Lắm luôn nha. Ok nè, Nguyễn Hồng Lắm nè, sứ mệnh con người.
Rồi, Nguyễn Học Lắm ơi, có chia sẻ livestream chưa? Comment lên cho Trúc là trúng thưởng kèm theo số điện thoại luôn nha. Sứ mệnh con người. Bà Nguyễn Hồng Lắm lần đầu tiên vô livestream của Tốt Tốt hay sao? Thấy bà lạ quá trời quá đất. Nguyễn Hồng Lắm mọi người nha. Rồi, Nguyễn Hồng Lắm ơi, comment cho Trúc là số điện thoại kèm theo là trúng thưởng. Bây giờ anh Chen Su ơi, anh Chen Su có lấy mã này thì anh Chen Su comment cho Trúc đi 6863 để được chốt cây này nha. Rồi, anh Chen Su ơi, lấy mã này không? Anh ngắm tí nha, hello Miss Hola. Tức tức cũng vậy, kết thúc livestream rồi. Anh Miss Hola sao vô trễ vậy? Thôi, xíu nữa 4:30 anh Miss Hola ngắm bé Huyền nha. Xíu nữa 4:30 bé Huyền sẽ livestream đó. Hát cho mọi người nghe nha. Nếu như mọi người mà mua kênh ủng hộ nhiều nhiều, bé Huyền sẽ hát cho mọi người nghe nè. Rap luôn. Rồi, bây giờ ok, thấy Nguyễn Hồng Lâm comment rồi. Bây giờ tôi có xin phép mọi người là sẽ kết thúc livestream nha. Chúc cả nhà của em có một buổi chiều thật là vui vẻ luôn nè. Có gì 7:45 tối nay mọi người nhớ vô livestream chơi với em nha. Bye bye.